Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức cuộc họp lần thứ 5 quý 4 năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, định hướng một số nội dung trọng tâm năm 2023 và thời gian tới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé 10 đồng chủ trì cuộc họp. Thời gian qua các cấp quỹ đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân đã nhận thức sâu sắc và đồng thuận cao với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của tỉnh, cũng như yêu cầu cấp thiết và lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Kết quả thực hiện ba trụ cột chính về chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, có những điểm sáng đáng ghi nhận. Người dân trên địa bàn tỉnh đã dần thay đổi nhận thức về chuyển đổi số và tham gia vào quá trình chuyển đổi số với các hoạt động như giao dịch điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, các ứng dụng phòng chống dịch bệnh COVID-19, thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Toàn tỉnh có 177 doanh nghiệp công nghệ số, cung cấp dịch vụ diễn thông, công nghệ thông tin, hơn 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, có sử dụng nền tảng số, hơn 90% doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp có website sử dụng tên miền.vn đạt 30%, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 61%, tỷ lệ hộ gia đình có người có điện thoại thông minh Đạt 75% tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet, băng rộng cáp quang đạt 60%. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế tồn tại như tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn rất thấp. Thói quen sử dụng các dịch vụ như chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của người dân chưa nhiều. Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh còn e dè khi ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ yêu cầu các cấp ngành cần tiếp tục nghiên cứu nắm bắt đầy đủ các yêu cầu tranh thủ thời cơ khắc phục khó khăn có sáng kiến đề xuất trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số chú trọng công tác tuyên truyền đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số với những cách làm thiết thực rà soát tham mưu sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho phát triển ba trụ cột chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin đầu tư đồng bộ và phát triển hạ tầng số, phục vụ chuyển đổi số các lĩnh vực, chủ động ưu tiên xây dựng, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung, khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định, đẩy mạnh mô hình phòng hợp thông minh không giấy, vận hành khai thác hiệu quả trung tâm điều hành thông minh IOC, SOC để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả.